chúng ta mở rộng thêm thời gian để chúng ta tiếp cận những cái tư duy đi ngược về cái cốt lõi, nguyên tắc, bất di bất dịch. Nó chỉ giúp chúng ta là mở rộng thêm những cái kiến thức của chúng ta. Thì cái người mẫu của cái bài hôm nay, bài rất quan trọng. Người mẫu là một người mà ai cũng biết, gần như là như vậy. Trong cái hệ sinh thái mà những người thích vẽ, đó là Master Kim, Kim Sung Gi. Thầy đang dựng hình để thầy mô phỏng, thầy nói về những cái bí mật, những cái bí ẩn của cái chủ đề hôm nay. Vừa nãy thầy có nhắc đến cái chuyện là phương pháp, và thầy nhắc đến cái chuyện là không có một phương pháp nào cố định. Thì để bây giờ thầy nói rõ hơn chuyện đó. Bình thường chúng ta vẫn hay học tỷ lệ 1/2 cái đường con mắt, khi mà chia ra để mà đi từ cái chân tóc đến cái phần cằm. Nhưng mà ở con người thực tế thì cái đó nó chỉ là một cái chung chung. Bởi vì con người chúng ta sẽ cảm thấy an tâm với những gì chúng ta nắm bắt được. Cho nên giống như đi học vậy, chúng ta có, khi có một cái chương trình cụ thể, chúng ta hỏi người thầy chương trình cụ thể thì chúng ta kiểu như là an tâm tham gia, đóng tiền vân vân. Nhưng kỳ thật là khi chúng ta bước vào với cái trang giấy, chúng ta ngồi vẽ, thì thế giới đó chỉ có một mình chúng ta mà thôi. Còn cái người thầy là cái người dẫn chúng ta mở cái cánh cửa và dẫn chúng ta bước vào căn phòng có cái tờ giấy trên bàn. Thì thầy ví von cái chuyện như vậy đó, để cho các bạn có một cái góc nhìn khi mà học vẽ và học bất cứ thứ nào khác cũng gần như là như vậy. Bởi vì cái sự học á, nó có những cái tiệm cận và những cái điểm chung. Và cái nhân vật model Kim Sung Gi hôm nay đóng vai trò gì? Các bạn hãy nhìn cái đường, những cái đường thầy đang vẽ biểu thị cho những cái khối cơ trên mặt, khối miệng, khối môi, và những cái đường hướng hình xéo trên gương mặt. Và một cái môi với một cái nụ cười hơi mỉm mỉm, hơi cười cười đầy ẩn ý. Chúng ta vẫn không quên nhắc lại rằng là Master Kim đã ra đi, và chúng ta rất là tiếc thương cho cái sự kiện đó. Những người, tất cả những người thích vẽ đều đang dõi theo ông ở cái giai đoạn mà ông sáng tác và ông tương tác mạng xã hội rất là nhiều. Lỗ tai xác định từ cái mắt cho đến cái mũi. Nhưng trên thực tế thì các bạn thấy